Trời ơi, giận quá. Ô. Ủa sao kỳ vậy? Sao còn cho nó nói chuyện. Ủa sao vậy, sao vậy? Sao đi đâu mà thấy thất thần vậy? Hôm qua đi chơi bờ dữ lắm đúng không? Không phải. Sao vậy? Tiết kiệm công sức, tiết kiệm năng lượng. Mình phải chậm rãi như vậy đó, mình mới ít tốn hao năng lượng. À, biết sao không? Gần đất xa trời hả? Mày điên. Đói. Tới bụng ở nhà xong nấu đồ ăn ăn đi. Qua đây làm chi trời? Có đồ ăn rồi. Có. Mà lỡ để ngăn đông, nó đông cứng ngắt. Giờ rã đông trước, trong thời gian nó qua đây kiếm đồ ăn cho nó đỡ đói. Có đây, cái gì? Có. Uống gì không? Uống gì? Có cái gì uống cho đỡ đói một cái? Có cái gì uống cho đỡ đói? Anh lật qua một chan nữa. Đó. Đầu tiên. Đá chanh. Rồi món khác. Không có đá chanh đúng không? Rồi, tắc xí muội. Cái tắc nó là chua, cái xí muội nó cũng chua luôn, toàn đồ chua. Trong tủ lạnh mày có cái gì mà cho tao ăn đỡ uống đỡ đi, cho tủ lạnh đói đi. Tủ lạnh em gà chiên chiên chiên. Gà xào xào xào. Gà chiên bơ nấu cà ri. Gà xé phai. Gà xé phai. Gà tiệm mua. Nó bán em không có. Rồi bây giờ mày nhanh lên đi, tao đói bụng quá. Trong tủ lạnh có cái gì đem ra. Ê, uống nước dừa. Ê, nước dừa được. Nước dừa đỡ đói. Uống vô nó vị ngọt ngọt. Đúng, có ngọt. Đóng hộp. Hai muỗng đường. Không có. Cái dừa này là nó đóng chai sẵn rồi. Ngọt sẵn luôn rồi. Rồi. Không có ngọt. Nó đóng chai sẵn là nó chặt vô rồi nó pha chế đóng chai sẵn rồi. Rồi cũng được luôn. Khui cái box. Rồi được rồi. Trời ơi, không có thời gian đâu. Mày đi vô mày lấy nhanh đi, tao đói bụng quá nè. Uống nó không? Rồi. Để lấy. Đợi một cái. Rồi, có rồi. Rồi. Cái này là cái gì? Hả, cái này là cái hộp dừa. Nhìn cái hộp dừa thôi là cái bụng tao nó sắp no rồi đó. Đưa đây. Chưa đủ cứng. Chỗ này cứng nè. Gì vậy? Ở nhà tao uống đồ đông rồi, tao ăn đồ đông chưa đã. Qua đây mày đưa tao đồ đông nữa. Chính ơi, cứu con bị hành thất. Chính coi nè, nó đưa con cái đồ đông vậy nè Chính. Bỏ xuống. Mày chịu nổi không? Ở nhà nguyên con cá, tại sao không làm ăn? Mà ra ngoài này làm gì vậy? Thì con cá ở nhà hôm qua con để tủ lạnh nó, rồi con để quên nó, sáng nó đông cứng ngắc rồi giờ sáng giờ phải chờ rã đông mới làm được. Thì mình rã đông. Rã đông cả buổi trời nó có rã được đâu. Thì tại sao không hỏi Chính đây, Bách Khoa Toàn Thư? Có gì đâu, mình làm gì ạ? Lắc đều trước khi uống. Thôi đừng có lắc, bây giờ nghe Chính nói nè, lắc hồi lắc Chính chóng mặt đó. Nè, bây giờ muốn rã đông cá cho nhanh á, rất là đơn giản, không có gì mà khó khăn á, để Chính chia sẻ cho nghe nghe chưa. Bây giờ lấy con cá mà đông á đi ra bỏ vào trong cái hộp. Dạ. Sau đó mình bỏ vào trong cái hộp đó khoảng 1 đến 2 thìa muối và 2 lát chanh. Sau đó mình đổ nước vào trong cái hộp có con cá, đổ ngập nha, đổ ngập nước, ngập con cá rồi đậy nắp hộp lại từ 5 đến 20 phút là coi như mình chế biến một món ăn rất là ngon. Chính, con rã đông hồi sáng giờ là mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Thì tại không hỏi Chính. Ủa? Bây giờ chạy về nhà làm theo cách của Chính đi. Tại sao là phải chạy qua đây gây lộn rồi ăn uống cái dừa mà bị đông đá vậy? Ủa, về làm cá lại đi. Là nè, là mình để vô một xíu muối nè, còn mấy lát chanh. 1-2 thìa muối và 2 lát chanh. Nó đổ vô cái thố, xong rồi cái mình đổ nước vô. Rồi ngâm nó 20 phút. Rồi đậy nắp lại cho kín. Đậy nắp lại cho kín nữa. 5 tới 20 phút cá sẽ mềm, chế biến được một cách ngon lành. Trời hay quá Chính ơi, đúng là Bách Khoa Toàn Thư mà, con về con làm liền. Rồi. Khoan. Cầm trái dừa này vậy. Thôi. Chỉ trong khoảng thời gian 20 phút là mọi người có thể rã đông được một con cá hoàn chỉnh. Chỉ cần mọi người bỏ một vài thìa muối, nặng một vài lát chanh vào, sau đó mọi người đổ nước vào, đậy nắp thật là kín, đợi trong vòng chưa tới 20 phút, cá nó sẽ rã đông hoàn toàn và mọi người chế biến rất là dễ dàng.